Hello, xin chào mừng anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân quay trở lại với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh, nơi mà quý anh chị có thể trao gửi niềm tin, nơi mà quý anh chị có thể tìm thấy cho mình những sản phẩm bất động sản sạch, giá rẻ, pháp lý rõ ràng để đầu tư sinh lời, thay đổi cuộc sống cũng như để an cư lập nghiệp sớm hơn một chút quý anh chị nhé. Và được gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Ngày hôm nay Biển Xanh đang có mặt tại đường tỉnh lộ DT835B thuộc ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Từ vị trí này chúng ta chạy về tới khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh của xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An là khoảng 31 km, và chạy khoảng 4 từ đây chúng ta chạy tới huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là 40 km quý anh chị nhé. Và xung quanh đây thì có trường mầm non, trường cấp 1, cấp 2 và chợ Mỹ Thạnh Tây. Ở đây là thuộc xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Ngày hôm nay Biển Xanh sẽ chia sẻ đến quý anh chị, quý nhà đầu tư một sản phẩm ký gửi mới. Đó là một lô đất ngay mặt tiền đường này, có diện tích là ngang 21 từ cọc bên này, chạy sang bên này là 21 và sâu xuống dưới là 100, hai sổ hồng riêng. Mỗi sổ là khoảng hơn 1.000m2 quý anh chị nhé, ngang 21, sâu 100. Và giá của lô này là 160 triệu trên 1m ngang, còn thương lượng bao thuế phí công chứng sang tên. Và đây là đất lúa quý anh chị nhé, sổ hồng riêng đất lúa mặt tiền đường nhựa tỉnh lộ DT835B thuộc xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Cách với địa phận của xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 40 km. Và ở đây thì cũng khá là gần với trung tâm thị trấn Đức Huệ. Và giá của lô này chỉ có 160 triệu trên 1m ngang. Chiều ngang của lô này là 21 và sâu là 100, hai sổ hồng riêng, đất lúa quý anh chị nhé. Và những quý anh chị chính chủ nào muốn ký gửi mua bán nhanh thì cũng có thể gửi thông tin cho Biển Xanh qua Zalo số hotline quen thuộc 0377304018. Biển Xanh sẽ kết nối đến người cần mua, giúp quý anh chị bán bất động sản nhanh nhất quý anh chị nhé. Tại khu vực Đức Hòa, Đức Huệ, Long An, những đất nền, đất công, đất mẫu, những quý anh chị chính chủ đang cần mua bán ký gửi, muốn ra hàng nhanh thì hãy gửi thông tin về số Zalo của Biển Xanh để Biển Xanh kết nối đến người đang cần mua cho quý anh chị có thể bán một cách nhanh nhất. Khu vực này là khu vực huyện Đức Huệ, tỉnh Long An quý anh chị. Biển Xanh xin nhắc lại cái lô đất này là ngay mặt tiền đường này, và lô này là hướng Tây, sổ hồng riêng và có hai sổ hồng riêng quý anh chị nhé. Đây là đất lúa và diện tích là ngang 21, sâu 100, giá là 160 triệu trên 1m ngang, giá còn thương lượng. Quý anh chị xem được video này của Biển Xanh, nếu thấy cái vị trí này mình yêu thích, mua để an cư lập nghiệp hoặc mua để dành đầu tư sinh lời, thấy giá nó còn rẻ thì mình có thể mua để đó cũng được quý anh chị nhé. Thì hãy kết nối Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh số hotline 037 730 4018 để Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị mình sớm sở hữu một vị trí bất động sản đầu tư cũng như an cư lập nghiệp. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi nhiều clip mới nhất. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.